Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 23. Khi Đức Giê-hô-va ban sự an nghỉ cho Israel từ lâu rồi, giải cứu họ khỏi các thù nghịch ở bốn phía và Giô-suê đã già, tuổi tác cao, thì người gọi cả Israel, các trưởng lão, các quan trưởng, các quan xét và các quan tướng mà nói rằng: Ta là lão già, đã cao tuổi rồi. Các ngươi đã thấy mọi điều Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã làm cho những dân tộc này mà Ngài bắt quy phục các ngươi. Vì ấy là Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã chiến đấu cho các ngươi. Kìa, tùy theo chi phái, ta đã bắt thăm, cấp cho các ngươi làm sản nghiệp xứ chưa đánh lấy và xứ của những dân tộc mà ta đã diệt, từ sông Giô-đanh cho đến biển lớn về phía mặt trời lặn. Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi sẽ đuổi và cất dân ấy khỏi trước mặt các ngươi, và các ngươi sẽ nhận được xứ nó y như Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã phán. Vậy hãy vững lòng gìn giữ làm theo mọi điều đã ghi trong sách luật pháp của Môi-se, chớ xây qua bên hữu hoặc bên tả, chớ nên xen lộn cùng các dân tộc này còn ở lại giữa các ngươi, chớ xưng đến danh các thần chúng nó, chớ biểu ai bắt các thần ấy mà thề, chớ hầu việc và đừng quỳ lại trước các thần đó, nhưng phải chiếu mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi y như các ngươi đã làm đến ngày nay, vì Đức Giê-hô-va đã đuổi khỏi trước mặt các ngươi những dân tộc lớn và cường thạnh, và đến ngày nay chẳng ai đứng nổi trước mặt các ngươi. Một người trong các ngươi đuổi được đến ngàn người của chúng nó, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi là đấng chiến đấu cho các ngươi y như Ngài đã phán. Vậy hãy cẩn thận lấy mình đặng kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi. Vả nếu các ngươi trở lòng và hiệp với phần còn lại của các dân tộc này ở giữa các ngươi, nếu các ngươi làm xui gia cùng chúng nó, hoặc các ngươi xen vào cùng chúng nó và chúng nó cùng các ngươi, thì phải biết rõ ràng Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi chẳng còn cứ đuổi những dân tộc này khỏi trước mặt các ngươi nữa, nhưng chúng nó sẽ làm lưới và bẫy cho các ngươi, làm roi đánh nơi hông, làm chông gai chích trong mắt, cho đến chừng nào các ngươi bị diệt mất khỏi xứ tốt đẹp này mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã ban cho. Này, ngày nay ta sẽ đi đường cả thế gian phải đi. Vậy hãy hết lòng hết ý nhận biết rằng trong các lời lành mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã phán về các ngươi, chẳng có một lời nào sai hết, thảy đều ứng nghiệm cho các ngươi. Thật, chẳng một lời nào sai hết. Vả hễ các lời lành mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã phán được ứng nghiệm cho các ngươi thế nào, thì Đức Giê-hô-va cũng sẽ làm ứng nghiệm những lời hăm dọa của Ngài trên các ngươi thế ấy, cho đến chừng Ngài diệt các ngươi khỏi xứ tốt đẹp này mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã ban cho. Nếu các ngươi bội giao ước của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã dặn biểu, nếu các ngươi đi hầu việc các thần khác và quỳ lại trước chúng nó, thì cơn thạnh nộ của Đức Giê-hô-va sẽ nổi phừng cùng các ngươi, và các ngươi bị diệt mất liền khỏi xứ tốt đẹp mà Ngài đã ban cho. Chương 24. Giô-suê bèn nhóm hiệp các chi phái Israel tại Si-chem và gọi các trưởng lão Israel, các quan trưởng, các quan xét và các quan tướng. Họ đều ra mắt trước mặt Đức Chúa Trời. Giô-suê nói cùng cả dân sự rằng: Giê-hô-va Đức Chúa Trời Israel có phán như vậy: Tổ phụ các ngươi là Tha-rê, cha của Abraham và Na-cô, thuở xưa ở phía bên sông và hầu việc các thần khác. Nhưng ta chọn Abraham tổ phụ các ngươi từ phía bên sông, khiến người đi khắp xứ Canaan, ban Y-sác cho người và làm cho dòng dõi người sanh sản nhiều thêm. Ta ban Gia-cốp và Ê-sau cho Y-sác, rồi ban núi Sê-i-rơ cho Ê-sau làm sản nghiệp. Còn Gia-cốp và các con trai người đều đi xuống xứ Ê-díp-tô. Kế đó, ta sai Mô-sê và A-rôn dùng các phép lạ làm ra giữa xứ Ê-díp-tô mà hành hại nó. Đoạn ta đem các ngươi ra khỏi đó.
ta bèn đem tổ phụ các ngươi ra khỏi xứ Ai Cập và các ngươi đi đến biển. Người Ai Cập dùng xe binh và lính kỵ mà đuổi theo tổ phụ các ngươi đến biển đỏ. Bây giờ, tổ phụ các ngươi kêu cầu cùng Đức Giê-hô-va. Ngài bèn giáng sự tối tăm giữa các ngươi và dân Ai Cập, dẫn nước biển lấp trên mình chúng nó, và mắt các ngươi đã thấy điều ta đã làm cho người Ai Cập, và các ngươi có ở lâu ngày trong đồng vắng. Kế đó, ta dẫn các ngươi vào xứ dân Amorit ở bên kia sông Giô-đanh. Chúng nó chiến đấu cùng các ngươi, và ta có phó chúng nó vào tay các ngươi. Các ngươi chiếm xứ chúng nó làm sản nghiệp, và ta đã diệt chúng nó khỏi trước mặt các ngươi. Balak, con trai Sếp-bô vua Mô-áp, trỗi dậy chinh chiến với Israel, sai đòi Ba-la-am con trai Bê-ô đặng rủa sả các ngươi. Nhưng ta không muốn nghe Ba-la-am, vì vậy người buộc phải chúc phước cho các ngươi, và ta giải cứu các ngươi khỏi tay Ba-lát. Sau khi qua sông Giô-đanh rồi, thì các ngươi đến thành Jericho. Người Jericho, dân Amorit, dân Pheresit, dân Canaan, dân Hê-tít, dân Gi-rê-ga-sít, dân Hê-vít và dân Giê-bu-sít chiến đấu cùng các ngươi, và ta phó chúng nó vào tay các ngươi. Ta sai ông lỗ đuổi chúng nó khỏi trước mặt các ngươi, y như hai vua dân Amorit. Ấy chẳng phải nhờ gươm ngươi, cũng chẳng phải nhờ cung ngươi. Ta ban cho các ngươi đất mà các ngươi không có cày, những thành mà các ngươi không có xây, và các ngươi ở đó, những vườn nho và cây olive mà các ngươi không có trồng, để dùng làm vật thực cho các ngươi. Vậy bây giờ, hãy kính sợ Đức Giê-hô-va và phục sự Ngài cách thành tâm và trung tín. Hãy bỏ xa các thần mà tổ phụ các ngươi hầu việc bên kia sông và tại xứ Ai Cập. Phải phục sự Đức Giê-hô-va. Nếu chẳng thích cho các ngươi phục sự Đức Giê-hô-va, thì ngày nay hãy chọn ai mà mình muốn phục sự, hoặc các thần mà tổ phụ các ngươi đã hầu việc bên kia sông, hoặc các thần dân Amorit trong xứ mà các ngươi ở. Nhưng ta và nhà ta sẽ phục sự Đức Giê-hô-va. Dân sự bèn đáp rằng, chúng tôi quyết hẳn không lìa bỏ Đức Giê-hô-va mà hầu việc các thần khác, vì Giê-hô-va là Đức Chúa Trời chúng tôi. Ấy chính Ngài đã đem chúng tôi và tổ phụ chúng tôi lên khỏi xứ Ai Cập, tức khỏi nhà nô lệ. Ngài đã làm trước mặt chúng tôi những phép lạ này và phù hộ chúng tôi, hoặc trọn dọc đường đi, hoặc trong các dân mà chúng tôi trải qua. Đức Giê-hô-va đã đuổi khỏi trước mặt chúng tôi các dân tộc và dân Amorit vốn ở trong xứ. Vì vậy, chúng tôi cũng sẽ phục sự Đức Giê-hô-va, bởi Ngài là Đức Chúa Trời của chúng tôi. Giô-suê nói cùng dân sự rằng, các ngươi không đủ sức phục sự Đức Giê-hô-va, vì là Đức Chúa Trời thánh, Đức Chúa Trời kỵ tà, Ngài chẳng tha sự trái mạng và tội lỗi của các ngươi. Nếu các ngươi bỏ Đức Giê-hô-va đi hầu việc các thần ngoại bang, thì Ngài sẽ trở lòng giáng họa cho các ngươi sau khi đã làm ơn cho các ngươi. Dân sự bèn nói cùng Giô-suê rằng, không đâu, vì chúng tôi sẽ phục sự Đức Giê-hô-va. Vậy Giô-suê nói cùng dân sự rằng, các ngươi làm chứng lấy cho mình rằng chính các ngươi đã chọn Đức Giê-hô-va để phục sự Ngài. Dân sự đáp rằng, chúng tôi làm chứng về điều đó. Vậy bây giờ, hãy cất các thần ngoại bang khỏi giữa các ngươi đi. Hãy xây lòng về cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời Israel. Dân sự đáp cùng Giô-suê rằng, chúng tôi sẽ phục sự Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi và nghe theo tiếng Ngài. Như vậy, trong ngày đó, Giô-suê lập giao ước cùng dân sự và truyền cho họ một luật pháp và điều răn tại Si-chem. Đoạn, Giô-suê chép các lời này trong sách luật pháp của Đức Chúa Trời. Kế đó, người lấy một hòn đá lớn dựng tại đó ở dưới cây giẻ bột gần nơi thánh của Đức Giê-hô-va. Rồi Giô-suê nói cùng cả dân sự rằng, kìa, hòn đá này sẽ dùng làm chứng cho chúng ta, vì nó có nghe mọi lời Đức Giê-hô-va đã phán cùng chúng ta. Nó dùng làm chứng cho các ngươi, e các ngươi bỏ Đức Chúa Trời mình chăng? Đoạn, Giô-suê cho dân sự trở về, ai nấy đều về trong sản nghiệp mình. Sau các việc ấy, Giô-suê, con trai Nun, tôi tớ của Đức Giê-hô-va qua đời, tuổi được 110. Người ta chôn người trong địa phận đã bắt thăm về người tại Thim-nát-Sê-rách ở trên núi Ê-phra-im
về phía bắc núi Ga-ách. Israel phục sự Đức Giê-hô-va trọn lúc sanh tiền của Giô-suê và các trưởng lão mà biết mọi việc Đức Giê-hô-va đã làm vì Israel. Hài cốt của Joseph mà dân Israel đã dời từ xứ Ai Cập thì người ta chôn ở Sichem trong đồng ruộng Gia-cốp mua của con cháu Hê-mô cha Sichem giá 100 miếng bạc. Con cháu Joseph được hài cốt đó làm sản nghiệp. Eleasa, con trai Aaron cũng qua đời. Người ta chôn tại Gibeat Phinea mà Phinea, con trai người, đã được ban cho trong núi Ephraim. Chương 7. Sau việc ấy, tôi thấy bốn vị thiên sứ đứng ở bốn góc đất, cầm bốn hướng gió lại, hầu cho không gió nào thổi trên đất, trên biển hay là trên cây nào. Tôi lại thấy một vị thiên sứ khác từ phía mặt trời mọc mà lên, cầm ấn của Đức Chúa Trời hằng sống. Người cả tiếng kêu bốn vị thiên sứ đã được quyền làm hại đất cùng biển và bảo rằng: chớ làm hại đất, biển và cây cối cho đến chừng nào chúng ta đã đóng ấn trên trán những tôi tớ Đức Chúa Trời chúng ta. Tôi lại nghe số người được đóng ấn là 144,000 người được đóng ấn từ trong các chi phái dân Israel. Trong chi phái Juda, 12,000 người được đóng ấn. Trong chi phái Ruben, 12,000. Trong chi phái Gác, 12,000. Trong chi phái Ashe, 12,000. Trong chi phái Nephtali, 12,000. Trong chi phái Manasse, 12,000. Trong chi phái Simeon, 12,000. Trong chi phái Levi, 12,000. Trong chi phái Issachar, 12,000. Trong chi phái Sabulon, 12,000. Trong chi phái Joseph, 12,000. Trong chi phái Benjamin, 12,000 đều được đóng ấn. Sự ấy đoạn, tôi nhìn xem, thấy vô số người, không ai đếm được, bởi mọi nước, mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi tiếng mà ra. Chúng đứng trước ngôi và trước chiên con, mặc áo dài trắng, tay cầm nhành chà là, cất tiếng lớn kêu rằng: sự cứu rỗi thuộc về Đức Chúa Trời ta, là đấng ngự trên ngôi và thuộc về chiên con. Và hết thảy thiên sứ đứng vòng chung quanh ngôi và chung quanh các trưởng lão cùng bốn con sanh vật, sắp mặt xuống trước ngôi và thờ lại Đức Chúa Trời mà rằng: Amen. Sự ngợi khen, vinh hiển, khôn ngoan, chúc tạ, tôn quý, quyền phép và sức mạnh đều về Đức Chúa Trời chúng ta đời đời vô cùng. Amen. Bây giờ một trưởng lão cất tiếng nói với tôi rằng: những kẻ mặc áo dài trắng đó là ai và bởi đâu mà đến? Tôi thưa rằng: lạy Chúa, Chúa biết điều đó. Người lại phán cùng tôi rằng: đó là những kẻ ra khỏi cơn đại nạn, đã giặt và phiếu trắng áo mình trong huyết chiên con. Ấy vì đó mà chúng được ở trước ngôi Đức Chúa Trời và ngày đêm hầu việc Ngài trong đền Ngài. Còn đấng ngồi trên ngôi sẽ che chở chúng dưới trại Ngài. Chúng sẽ không đói, không khát nữa, cũng không có mặt trời hoặc cơn nắng gắt nào hại đến mình. Vì chiên con ở giữa ngôi sẽ chăn giữ và đưa chúng đến những suối nước sống. Đức Chúa Trời sẽ lau hết nước mắt nơi mắt chúng. Chương 8. Khi chiên con mở ấn thứ bảy, trên trời yên lặng chừng nửa giờ. Tôi thấy bảy vị thiên sứ đứng trước mặt Đức Chúa Trời và có người trao cho bảy ống loa. Đoạn, một vị thiên sứ khác đến, đứng bên bàn thờ. Người cầm lư hương vàng và được nhiều hương để dâng hương ấy trên bàn thờ bằng vàng ở trước ngôi với các lời cầu nguyện của mọi thánh đồ. Khói hương từ tay thiên sứ bay lên trước mặt Đức Chúa Trời với những lời cầu nguyện của các thánh đồ. Thiên sứ lấy lư hương, dùng lửa nơi bàn thờ bỏ đầy vào rồi quăng xuống đất, liền có sấm sét, các tiếng, chớp nhoáng và đất động. Bảy vị thiên sứ cầm bảy ống loa bèn sửa soạn thổi. Vị thứ nhất thổi loa thì có mưa đá và lửa pha với huyết bị quăng xuống đất. 1/3 đất bị cháy, 1/3 loài cây bị cháy và mọi giống cỏ xanh đều bị cháy. Vị thiên sứ thứ nhì thổi loa bèn có một khối tựa như hòn núi lớn toàn bằng lửa bị ném xuống biển. 1/3 biển biến ra huyết, 1/3 sanh vật trong biển chết hết và 1/3 tàu bè cũng bị hủy hết. Vị thiên sứ thứ ba thổi loa thì một ngôi sao lớn ở trên trời rơi xuống,
cháy có ngọn như một bó đuốc. Ngôi sao ấy rơi vào 1/3 các sông lớn và các suối nước. Tên ngôi sao đó là Ngải Cứu. 1/3 nước biến ra như mùi ngải cứu và làm chết mất nhiều người ta vì đã biến thành ra đắng. Vị thiên sứ thứ tư thổi loa thì 1/3 mặt trời bị hại, 1/3 mặt trăng và 1/3 các ngôi sao cũng vậy. Hầu cho 1/3 các vì sáng ấy đều bị tối tăm, và hầu cho ban ngày mất 1/3 sáng, và ban đêm cũng vậy. Bây giờ tôi nhìn xem, nghe chim phụng hoàng bay giữa trời kêu tiếng lớn rằng: khốn thay, khốn thay, khốn thay cho những dân sự trên đất, vì cớ tiếng loa mà ba vị thiên sứ khác còn phải thổi nữa. Chương 9. Vị thiên sứ thứ năm thổi loa thì tôi thấy một ngôi sao từ trời rơi xuống đất và được ban cho chìa khóa của vực sâu không đáy. Ngôi sao ấy mở vực sâu không đáy ra, có một luồng khói dưới vực bay lên như khói của lò lửa lớn. Mặt trời và không khí đều bị tối tăm bởi luồng khói của vực. Từ luồng khói ấy, có những châu chấu bay ra rải trên mặt đất, và có kẻ ban cho chúng nó quyền giống như bọ cạp ở đất vậy. Có lời truyền cho chúng nó chớ làm hại loài cỏ ở đất, thứ xanh và cây cối nào, nhưng chỉ làm hại những người không có ấn Đức Chúa Trời ở trên trán. Lại cho chúng nó phép, không phải là giết, nhưng là làm khổ những người đó trong 5 tháng. Và sự làm khổ ấy giống như sự làm khổ khi bọ cạp cắn người ta. Trong những ngày đó, người ta sẽ tìm sự chết mà không tìm được. Họ sẽ ước ao chết đi mà sự chết tránh xa. Những châu chấu đó giống như những ngựa sắm sẵn để đem ra chiến trận. Trên đầu nó có như mão triều thiên tợ hộ bằng vàng, và mặt nó như mặt người ta. Nó có tóc giống tóc đàn bà, và răng nó như răng sư tử. Nó có giáp như giáp bằng sắt, và tiếng cánh nó như tiếng của nhiều xe có nhiều ngựa kéo chạy ra nơi chiến trường. Đuôi nó có nọc như bọ cạp, ấy bởi trong những đuôi đó mà chúng nó có quyền hại người ta trong 5 tháng. Nó có vua đứng đầu, là sứ giả của vực sâu. Tiếng Hebrew gọi là Abaddon, tiếng Greek là Abolion. Nạn thứ nhất đã qua, nay còn 2 nạn nữa đến sau nó. Vị thiên sứ thứ sáu thổi loa thì tôi nghe có tiếng ra từ 4 góc bàn thờ bằng vàng đặt trước mặt Đức Chúa Trời. Tiếng ấy nói cùng vị thiên sứ thứ sáu đương cầm loa rằng: hãy cõi cho 4 vị thiên sứ bị trói trên bờ sông cái Euphrates. 4 vị thiên sứ bèn được cõi trói, đã trực sẵn đến giờ, ngày, tháng và năm ấy, hầu cho tiêu diệt 1/3 loài người. Số binh kỵ mã của đạo quân là 200 triệu, số đó tôi đã nghe. Kìa, trong sự hiện thấy, tôi thấy những ngựa và kẻ cưỡi ra làm sao. Những kẻ ấy đều mặc giáp màu lửa, màu tía, màu lưu hoàng. Đầu ngựa giống như đầu sư tử, và miệng nó có phun lửa, khói và diêm xanh. 1/3 loài người bị giết vì 3 tai nạn đó là lửa, khói và diêm xanh ra từ miệng ngựa. Vì quyền phép của những ngựa ấy ở nơi miệng và đuôi nó. Những đuôi ấy giống như con rắn và có đầu, nhờ đó nó làm hại người. Còn những người sót lại chưa bị các tai nạn đó giết đi, vẫn không ăn năn những công việc bởi tay chúng nó làm, cứ thờ lại ma quỷ cùng thần tượng bằng vàng, bạc, đồng, đá và gỗ, là những tượng không thấy, không nghe, không đi được. Chúng nó cũng không ăn năn những tội giết người, tà thuật, gian dâm, trộm cướp của mình nữa. Chương 10. Đoạn, tôi lại thấy một vị thiên sứ khác sức mạnh lắm ở từ trời xuống, có đám mây bao bọc lấy. Trên đầu người có móng, mặt người giống như mặt trời và chân như trụ lửa. Người cầm nơi tay một quyển sách nhỏ mở ra. Người để chân hữu mình trên biển, chân tả mình trên đất, và kêu lên một tiếng lớn như tiếng sư tử rống. Khi kêu tiếng đó rồi thì 7 tiếng sấm rền lên. Lại khi 7 tiếng sấm rền lên rồi, tôi có ý chép lấy, nhưng tôi nghe một tiếng ở từ trời đến phán rằng: hãy đóng ấn những điều 7 tiếng sấm đã nói và đừng chép làm chi. Bây giờ, vị thiên sứ mà tôi đã thấy đứng trên biển và trên đất, giơ tay hữu lên trời, chỉ đấng hằng sống đời đời,
là đấng đã dựng nên trời cùng muôn vật trên trời, dựng nên đất cùng muôn vật dưới đất, dựng nên biển cùng muôn vật trong biển, mà thề rằng không còn có thì giờ nào nữa. Nhưng đến ngày mà vị thiên sứ thứ bảy cho nghe tiếng mình và thổi loa, thì sự mầu nhiệm Đức Chúa Trời sẽ nên trọn, như Ngài đã phán cùng các tôi tớ Ngài là các đấng tiên tri. Tiếng mà tôi đã nghe đến từ trời lại nói cùng tôi và bảo rằng: Hãy đi, lấy quyển sách nhỏ mở ra trong tay vị thiên sứ đương đứng trên biển và đất. Vậy tôi đi tới vị thiên sứ và xin người cho tôi quyển sách nhỏ. Người phán: Ngươi hãy lấy và nuốt đi. Nó sẽ đắng trong bụng ngươi, nhưng trong miệng ngươi nó sẽ ngọt như mật. Tôi lấy quyển sách nhỏ khỏi tay vị thiên sứ và nuốt đi. Trong miệng tôi nó ngọt như mật, nhưng khi tôi nuốt rồi thì đắng ở trong bụng. Có lời phán cùng tôi rằng: Ngươi cũng phải nói tiên tri về nhiều dân, nhiều nước, nhiều tiếng và nhiều vua nữa. Thi Thiên 59. Đức Chúa Trời tôi ơi, xin giải cứu tôi khỏi các kẻ thù nghịch tôi, bảo hộ tôi khỏi những kẻ dây nghịch cùng tôi. Xin hãy giải tôi khỏi những kẻ làm ác và cứu tôi khỏi những người làm đổ huyết, vì kìa, chúng nó rình rập hại mạng sống tôi. Đức Giê-hô-va ơi, những người mạnh dạn nhóm hiệp nhau nghịch tôi, chẳng phải vì sự vi phạm tôi, cũng chẳng vì tội lỗi tôi. Mặc dù tôi không lầm lỗi, chúng nó chạy tới toan đánh. Xin Chúa hãy tỉnh thức để giúp đỡ tôi và hãy xem xét. Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân là Đức Chúa Trời của Israel, xin hãy trỗi dậy để thăm viếng các nước, chớ thương xót kẻ nào phạm gian ác. Buổi chiều, chúng nó trở lại tru như chó và đi vòng quanh thành. Kìa, miệng chúng nó tuôn lời mắng chửi, những gươm ở nơi môi chúng nó, vì chúng nó rằng: Có ai nghe đâu? Nhưng Đức Giê-hô-va ơi, Ngài sẽ cười chúng nó và nhạo báng các nước. Bởi có sức lực nó, tôi sẽ ngửa trong Chúa, vì Đức Chúa Trời là nơi ẩn náu cao của tôi. Đức Chúa Trời sẽ lấy sự nhân từ Ngài mà đến đón tôi. Đức Chúa Trời sẽ cho tôi thấy sự báo trả kẻ thù nghịch tôi. Hỡi Chúa là cái khiên đỡ chúng tôi, chớ giết họ, e dân sự tôi quên chăng. Hãy dùng quyền năng Chúa mà tán lạc và đánh đổ chúng nó đi, vì cớ tội miệng chúng nó, tức là lời môi chúng nó, và vì cớ nguyền rủa và sự dối trá mà chúng nó nói ra. Nguyện chúng nó bị mắc trong sự kiêu ngạo mình. Xin Chúa hãy nổi giận mà tiêu diệt chúng nó, khá tiêu diệt đi, hầu cho chúng nó không còn nữa. Hãy cho chúng nó biết rằng Đức Chúa Trời cai trị nơi Gia-cốp cho đến cùng đầu trái đất. Buổi chiều chúng nó trở lại tru như chó và đi vòng quanh thành. Chúng nó đi đây đi đó đặng kiếm ăn, nếu không được no nê thì sẽ ở trọn đêm tại đó. Nhưng tôi sẽ ca hát về sức lực Chúa. Phải, buổi sáng tôi sẽ hát lớn tiếng về sự nhân từ Chúa, vì Chúa là nơi ẩn náu cao của tôi, một nơi nương náu mình trong ngày gian truân. Hỡi sức lực tôi sẽ ngợi khen Ngài, vì Đức Chúa Trời là nơi ẩn náu cao của tôi, tức là Đức Chúa Trời làm ơn cho tôi. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như: ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác. Hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con.
để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail dưỡnglinhcơdoc2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.